chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức COVID-19 trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, tình hình dịch COVID-19 ở Hà Nội tuy đã có nhiều chuyển biến tích cực, thế nhưng với việc số lượng người đi lại giữa các tỉnh đến Hà Nội và ngược lại rất lớn, khiến cho thủ đô không thể chủ quan, lơ là các biện pháp phòng chống dịch. Và mới đây, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan đến ca F0 mới ghi nhận. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch COVID-19 trên cả nước cơ bản đã được kiểm soát, nhưng điều đó không đồng nghĩa là chúng ta có thể lơ là, chủ quan, mất cảnh giác vì dịch có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Để cập nhật những thông tin nhanh nhất, chính xác nhất về các ca mắc mới cũng như quy định phòng dịch của Bộ Y tế, quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.